trục đường Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát. Dù chưa có mưa nhưng nước ngập rất nhanh. Mọi năm nơi ông Thành ở nước không vào nhà, nhưng năm nay lại lên láng. Khổ sở hơn mỗi khi ô tô đi qua, những con sóng nước đập thẳng vào nhà dữ dội hơn. Mỗi năm á là tháng 10, 11 mới lên, mà năm nay á là mới tháng 8 rồi đã lên rồi, mà chiều trường cao hơn mỗi năm nữa. Từ trước ra cao, ngập lên khoảng 1 tấc nước. Còn ông Vũ, dù đã nâng nền nhà, nhưng năm nay nhà ông vẫn ngập. Nâng thì cũng nâng dài, đây mấy đây cũng nâng cũng lên, à. Mỗi năm nước là cao hơn nhiều nữa, tràn vô nhà lâm lá chân rồi. Hầu hết các quận huyện đều lâm vào cảnh ngập. Nặng nhất là các quận Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, quận 7 và quận 12. Càng về sau, những tuyến đường lại hứng chịu thêm nước bởi những trận mưa. Lúc này thì trời vẫn còn mưa rất to và người dân, đặc biệt là những người đi xe máy rất là khó khăn khi đi qua khúc đường này. Xe máy chết hàng loạt, có nơi không còn chỗ để người dân dựng xe mà sửa. Triều cường bắt đầu từ 16 giờ, kéo dài hơn 6 tiếng. Đến 22 giờ nước vẫn còn mênh mông và nhiều người dù tan sở từ rất lâu nhưng chưa thể về được nhà.